Em xin kính chào tất cả anh em đam mê audio nhá. Hôm nay tiện thể đang ngồi buồn buồn thì em test cái bộ loa Bluetooth. Loa Bluetooth này thì nó là loa Active anh em nhá. Edifi Active, và cái loa này được em ship từ bên Nhật về. Em ship hiện tại là em ship được 4 đôi. Nó có nguồn kèm theo đầy đủ. Và loa này nó có thể kết nối Bluetooth hoặc là kết nối bằng AUX anh em nhá. Đấy, loa siêu đẹp và chất âm thì nó đẳng cấp luôn. Và sau đây em sẽ test được một đoạn nhạc để anh em trải nghiệm nhá. Và em giới thiệu qua với anh em là cái loa này đặc biệt của nó là đằng trước của nó là một loa tép này và một loa min. Đây là loa min anh em nhá. Và đằng sau này nó có hai loa bát úp mặt vào nhau này. Hai loa bát úp mặt vào nhau siêu đẹp luôn. À, và siêu gấu anh em nhá. Bát nó ánh bạo lực luôn đấy. Và sau đây em xin test một đoạn chất âm anh em nghe thử nhé. Loa này là min bass. Đây là min bass anh em nhá. Và đằng sau này nó có hai cái loa bass đằng sau nữa. Mỗi thùng là 4 loa. Đánh uy lực. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhé.